Ngày 1 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè ký văn bản thống nhất chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đường Nam kênh Đòn Dông đoạn từ kênh F đến kênh H xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh từ năm 2016 đến năm 2021 thành năm 2016 đến năm 2023 theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ như cam kết. Mọi sự chậm trễ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Nam kênh Đòn Dông đoạn từ kênh F đến kênh H xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ do Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh làm chủ đầu tư được phê duyệt tại quyết định số 2857 ngày 30 tháng 10 năm 2017, thời gian thực hiện từ năm 2016 đến năm 2020 do ngân sách thành phố đầu tư.